Để chia 21 cái kẹo cho 9 em, ta có thể chia nó thành 10 phần, mỗi phần được 2 cái, còn thừa 1 cái. Mỗi em lấy 1 phần tức là được 2 cái. Ta còn dư 1 phần và 1 cái, tức là ta còn dư 2 cộng 1 bằng 3 cái. Để chia 312 cho 9, trước hết ta lấy 31 chia cho 9, ta được 3. Dư 3 cộng 1 bằng 4. Tiếp theo lấy 42 chia cho 9, ta được 4. Dư 4 cộng 2 bằng 6. Để chia 58 cái kẹo cho 9 em, ta có thể chia nó thành 10 phần. Mỗi phần được 5 cái, còn lại 8 cái. Sau khi mỗi em lấy đi 5 cái, thì ta còn lại 5 cộng 8 bằng 13 cái. Số kẹo này có thể chia thêm cho mỗi em một cái nữa, nên mỗi em được 6 cái. Dư 1 cộng 3 bằng 4. 78 chia cho 9, trước hết được 7 và dư 7 cộng 8 bằng 15. Chia 9 một lần nữa nên thương được 8 và dư 6. 65 chia cho 9, trước hết được 6. Dư 6 cộng 5 bằng 11. Chia được một lần nữa nên thương được 7, dư 2. Bạn hãy tính xem kết quả của phép tính cuối cùng này bằng bao nhiêu. Hãy comment kết quả của bạn ở phía dưới. Đừng quên like page Toán Thầy Kiên để nhận được những bài toán hay tiếp theo.